Samen, who gives an introduction to football in Asia, Mr. Kathisuk Senamon, and of course player Nguyen Thuan Ha. We'll start. Của anh sẽ dự tính là để tập trung thi đấu trong trận đấu ngày mai. Follow the program before match. Let's see tomorrow. Yeah, let's see later. Chúng tôi có tới 31 cầu thủ, cho nên là việc tập dượt kiến thuật thì đương nhiên là chúng tôi sẽ có những kế hoạch cho tất cả 31 cầu thủ. Think how you like just defend or not? No. Football, we have the philosophy how to defend, how to attacking. From